Chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi. Còn 2 phút mấy thôi các bạn thân mến. Và người ta vẫn hy vọng bà Clinton là tổng thống thôi các bạn. Rồi các bạn hãy chú ý nhìn vào màn hình nha, và trang web mà đang hiện kết quả cho chúng ta là ở đây. Còn 2 phút hơn nữa thôi các bạn ạ. Điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra đây? Còn 1 phút mấy nữa thôi, 1 phút 55, 54. Gần có kết quả rồi các bạn thân mến. Và tôi đã theo dõi từ sáng tới giờ. Tôi theo dõi từ sáng tới giờ các bạn. Đây, bạn thấy là tôi đang ngồi trên xe hơi và tôi đang theo dõi từng chút một từ sáng tới giờ ở gần cái nơi bầu cử đó. Tôi ăn những thức ăn này để chờ kết quả này nè. Còn chút xíu thôi các bạn, tôi cũng đang mong đợi xem cái ai sẽ là tổng thống đây nha. Còn 1 phút nữa thôi các bạn ơi. Còn 1 phút thôi các bạn ơi, chỉ còn 1 phút nữa thôi mọi chuyện sẽ có kết quả ngay thôi. Quá hồi hộp các bạn ạ. Kết quả này ảnh hưởng đến cả hành tinh chúng ta đấy, chứ không phải riêng gì nước Mỹ đâu. Còn 30 giây nữa. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi, các bạn thân mến, bây giờ thì cái quá trình bầu cử đã kết thúc. Bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Và tôi đang nôn nóng xem kết quả trên mạng từng chút một coi thế nào rồi. Đây nha. Tôi đang chờ kết quả đây thưa các bạn. Đang chờ kết quả các cái website. Họ truyền hình, họ cập nhật liên tục thông tin. Xem coi như thế nào. Đây. Để coi kết quả như thế nào các bạn. Chưa thấy gì hết. Chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết. Bây giờ nó đã đóng lại rồi. Chờ thôi. Đây, kết quả sẽ hiện lên ngay tức khắc cho các bạn xem thôi. Ok. Và bây giờ người ta đang đóng lại mà người ta đang chờ kết quả để người ta kiểm phiếu đó các bạn. Các bạn sẽ thấy được ở đây là bao nhiêu phần trăm nó thể hiện đây hết thôi. Tất cả kết quả thể hiện ra đây. Chúng ta chờ nha, tiểu bang nào bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ sum lại. Chúng ta sẽ thấy được tất cả các cái kết quả cụ thể như thế nào trên đây. Rồi các bạn cứ vào đây mà xem cái kết quả mà tôi đang theo dõi đây các bạn ạ. Không bao lâu ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi đây mình coi đây, cập nhật thông tin luôn. Đây, tới bây giờ thì người ta đang cập nhật thông tin. Ok, ai sẽ là người quyền lực nhất hành tinh trong 2016 này, ai đây? Rất là hồi hộp và chờ đợi. Rồi, để tôi kiểm tra xem nha. Ai đây? Người ta đang kiểm tra phiếu, bây giờ là cái quá trình bầu cử kết thúc đó.
điều gì sẽ xảy ra? Theo thông báo thì ta nói Google sẽ là người bầu cử và sẽ báo kết quả sớm nhất. Đây, chúng ta xem nha, Google sẽ là người báo kết quả sớm nhất để ta xem coi hiện nay Google đã báo kết quả tới đâu rồi. Tôi sẽ xem coi Google báo kết quả tới đâu rồi nha. Google sẽ là người báo kết quả sớm nhất. Tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy kết quả hiện ra trên đây. Election reason đây. Đây, Google sẽ báo kết quả sớm nhất. Tôi vẫn chưa thấy Google cập nhật thông tin. Hiện nay thì có một số kết quả rồi thưa các bạn. Ông Trump đang dẫn đầu. Ông Trump đang dẫn là 52% ở bang New. Đây là có kết quả rồi thứ nhất nè. Và hiện nay bà ông Trump cũng đang dẫn tiếp ở bang Kentucky với số lượng là đây. Rồi, có hai bang có kết quả rồi. Bây giờ còn nữa, còn đang đợi từ từ nữa các bạn nha. Đang chờ từ từ. Hiện nay ông Trump đang dẫn trước ở hai cái bang này. Mà mình đang chờ những cái tiểu bang khác, nghĩa là hiện nay ông Trump đang dẫn được hai nơi rồi. Hai nơi đã có rồi, Kentucky và ở tiểu bang này đã có kết quả rồi. Đây là những tiểu bang của đảng ông Trump. Rồi chúng ta chờ các bạn nha, đã chờ các bạn ơi. Tôi đang xem trên màn hình đây thì chưa thấy bên này nó cập nhật, thử coi nha. Rồi các bạn thấy nè, các bạn này đã cập nhật rồi. Và có lẽ chúng ta sẽ theo dõi trên trên trang của Google thì sẽ hợp lý hơn các bạn. Đây, bạn hãy coi của Google nè. Google nó rất là nhanh. Đây, Google nè, nó có kết quả hai bang rồi. Bạn hãy kéo đây bạn xem nè. Ở bên đây là ông Trump, dưới đây bà Clinton. Đây, ông Trump đang dẫn trước ở bang Kentucky và bang New. Đây, New là đây nè, hem gì nè, tôi cũng đọc chả ra nữa đấy. Nhiều bang quá. Rồi, các bạn hãy xem nha. Rồi, các bạn hãy lên Google đó, các bạn search. Cái từ khóa đây là tôi cho bạn cái địa chỉ nè, bạn vô bạn xem kết quả nè, ở Google nha. À, dài quá. Bạn vô Google á, bạn search cái từ á, là kết quả bầu cử á. Đây, bạn chọn kết quả bầu cử nè. Cái từ này là bạn sẽ ra được thôi. Đây các bạn. Đó, bạn vô đó bạn coi kết quả bầu cử thì nó sẽ ra kết quả ngay tức khắc. À, tôi đang cập nhật thông tin liên tục để cho các bạn thấy được. Đang trực tiếp nè các bạn ơi, đang Google đang cập nhật trực tiếp đây. Mới được hai bang thôi.
Rồi mình xem trên những chỗ khác coi. Đây nó cập nhật chậm quá. Năm nay thì theo thông báo của Google thì Google sẽ nhảy vào cuộc và Google sẽ cập nhật kết quả về bầu cử tổng thống là nhanh nhất. Và tôi cũng đang theo dõi kết quả trên phone luôn. Phone cũng có cái kết quả này. Tôi sẽ cài cái app vào để coi cho nó nhanh hơn các bạn. Tôi cài cái app là 2016 US Election Result ha. Rồi, vẫn là hai bang, chưa có gì mới hơn. Cũng là quá hồi hộp đúng không các bạn, quá hồi hộp. Đây, coi có gì mới hơn không nha, để cập nhật cho quý vị xem. Vẫn chưa có gì khả quan hơn, vẫn cứ thế thôi. Ok, để coi. Theo kết quả trên màn hình này. Họ mới cập nhật cũng chỉ có hai bang. Đây cập nhật hai bang này. Đây cũng thế, mới hai bang thôi. Coi họ đang kiểm phiếu. Chừng nào bạn thấy đây nè, nó đang like nè, đang like liên tục nè, nó đang like nè, đó. Đăng like ha. Update cứ mỗi 30 giây nó sẽ update cái kết quả này.
Đấy, bạn xem có gì mới hơn là tôi cập nhật ngay tức khắc thôi. Bạn ở đây, bạn chuẩn bị coi đi chứ mình chẳng biết, không biết tới khi nào tới GA nữa các bạn ạ. Nó đang cập nhật thôi. Hiện tại giờ mới được 2 tiểu bang à. Bây giờ chỉ còn có vài phút nữa thôi các bạn ơi, còn chỉ có 3 phút nữa thôi, hơn 3 phút à, sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp cho các bạn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Các bạn chịu khó, tôi nghĩ 1 tiếng đồng hồ nữa chắc kết quả cuối cùng vẫn chưa chưa có gì gọi là khả quan đâu. Thì bây giờ tôi rời khỏi nơi đang truyền hình trực tiếp này, tôi đang ở ngoài đường, bây giờ tôi sẽ về nhà. Ok rồi, mến chào các bạn, hẹn lại với bạn đúng tiếng đồng hồ nữa nha. Và tôi xin stop. Alo, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thành thật xin lỗi quý vị và các bạn, hồi nãy mình đang thay dây thì nó bị lỗi cái chương trình, cho nên là mình đang cắm dây trực tiếp để khỏi qua wifi cho nó nhanh, để mà truyền thông tin cho quý vị được chuẩn xác hơn. Thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ thông tin chúng tôi vừa cập nhật, hiện tại là điểm dẫn của đây, thưa các bạn, cho bạn xem màn hình nha. Hiện tại thì bà Clinton đang bị thua ông Trump. Ông Trump lên tới 60 phiếu rồi. 60 cái điểm bên đại cử tri rồi, bà Clinton chỉ có 44 phiếu thôi. Như vậy thì ông Trump đang dẫn trước tới hơn bà Clinton tới 16 phiếu, thưa các bạn. Một cái sĩ số phải là đáng ngại cho bà Clinton. Thì bang Alabama cũng đã vừa đinh cái vụ mà bầu cử tổng thống, thì bà Clinton đang thua xít sao, thua coi như thua tới 63 36 đấy. Và hiện nay thì chúng tôi đang chờ kết quả từ một cái tiểu bang quan trọng, một trong 3 tiểu bang mà được xem là con bài áp chủ, đó là Florida, Ohio và Pennsylvania. Đó là 3 tiểu bang mà các bạn thấy là trong tất cả các cuộc bầu cử tổng thống, nếu mà ai lấy được những lá phiếu của tiểu bang này thì người đó sẽ thắng. Rồi các bạn chờ xem coi như thế nào nha. Bạn có thể lên trên website của Google, bạn cập nhật thường xuyên, hoặc là trên cái trang web này nè các bạn. Trang web này bạn sẽ thấy kết quả là đó, nó sẽ rõ ràng hơn nha. Và bạn nào có quan tâm thì hãy lên những website như thế này để mà xem kết quả, nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều đó các bạn. Và tôi đang cập nhật thường xuyên, kết quả thường xuyên cho các bạn. Hoặc là bạn vô trong cái website của thằng CNN này cũng được nè. Trên website của CNN. Đây. CNN bạn thấy rõ hiện nay nè, nó đang vote lên nè, nó đang đang những cái tiểu bang mà nó đang vote nè. Thì những tiểu bang nào các bạn thấy màu xanh đó là người ta đang bầu cho bà Clinton đang thắng thế. Đấy. Tiểu bang nào màu đỏ là của ông Trump đang thắng thế. Thì hiện nay kết quả nó đang là Oman. Nó báo là bà Clinton lên tới 68% rồi. À, trên CNN nó nói bà Clinton đang thắng tới 68%. Nghĩa là 68 điểm, ông Trump là 66 điểm. Đây chẳng qua là mới mới dự 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 toán ban đầu thôi, nhưng mà sao thằng thằng cái thằng bên bên Google nó chưa cập nhật kịp ta? Đó, Google thì chưa cập nhật kịp mà bên thằng CNN nó là cập nhật lại nhiều hơn. Thì chưa biết thế nào. Thì hiện tại nếu mà theo kết quả CNN đó, thì bà Clinton đang dẫn trước 2 điểm. Ông Trump là mới 66, bà Clinton 68. Đó thì để mình chờ xem coi thế nào, kết quả thế nào, chứ hiện tại thì tôi tin tưởng vào Google hơn. Rồi. Rồi các bạn chờ xíu nha, thì chúng ta sẽ cùng nhau xem để cho biết các bạn nha.
Và thưa bạn, hiện nay tôi đang ăn mặc rất là đàng hoàng nghiêm chỉnh để chào đón tân tổng thống mới của Hoa Kỳ chúng ta. Rồi các bạn dán màn hình vào đây để xem, thì tôi sẽ trở lại các bạn sau vài phút. Tôi lấy nước đã nha, các bạn đừng rời khỏi màn hình nha các bạn nha. À, các bạn thấy không, kết quả bây giờ thì theo CNN nó thì nó lại khác nha, và chỉ cần 270 cái lá phiếu của đại cử tri thì người đó sẽ thắng. Và hiện nay bạn thấy đến những ngày cuối cùng bà Clinton còn bị một cái chuyện scandal nữa, là bị cảnh sát mời để làm rõ về vấn đề đó. Thì phải nói là bà Clinton cũng hơi bị xui trong cái cuộc bầu cử này, thì không biết sẽ như thế nào. À, thì kết quả nó đang đang rất là nóng đây các bạn. Đâu, bạn Nguyễn Trọng Hiếu bạn nói là bà Clinton vẫn 75 72 là sao? Tôi không biết các bạn căn cứ thông tin vào đâu nha, chứ tôi đang dựa vào hai cái thông tin mà chuẩn nhất hiện nay. Đó là thằng Google và thằng CNN này nè, là hai cái thông tin mà gọi là quan trọng nhất, nó cập nhật liên tục để mà những người ở Mỹ này họ đang đang theo dõi những chương trình này. Không biết bạn theo dõi từ từ chỗ nào. Đúng rồi, cả nước Mỹ đang bị thế giới ngó vào, phải rồi, tại vì nước Mỹ đang có chuyện gì ho một cái là cả thế giới cũng đang mệt mỏi đó nha. Anh nói đúng đấy. Nguy hiểm quá, thôi không chơi đâu, nó nguy hiểm quá, cứ căn cứ vào đây là chính xác nhất thôi nè. Có thông tin gì mới hết thì tôi lại tin tưởng vào Google thôi, tôi không tin tưởng ở đâu hết á. Nghĩ Google là chuẩn nhất, còn cái này hơi hơi nguy hiểm các bạn ạ. Cái kênh này nó đưa ra thông tin tôi thấy hơi nguy hiểm, không được đâu, nguy hiểm lắm. Rồi, đừng có vô bài bạ nha, kiểm tra có nguy cơ bị virus á. Rồi, tôi đang liên lạc với một số anh em đây coi thế nào nha, để coi nha. Đây. Rồi, tôi sẽ truyền hình ngay cho các bạn xem thế nào. Nước Mỹ đang rất là hot, mọi người đang tập trung về nước Mỹ thưa các bạn.
người đang tập trung về nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ như thế nào đây? Và chờ trong giây lát sẽ hiểu nha. Ồ, các bạn ủng hộ cho Trump hả? Bạn không sợ là ông Trump lên ông sẽ làm cho cục diện thế giới coi như là điên đảo à? Trump mà lên là thế giới sẽ mệt mỏi lắm đấy các bạn à. Mà biết không, nếu mà ông Trump mà lên á, các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Thứ nhất là ông rất là kỳ thị về những người nhập cư. Thứ hai là hiện nay mà biết á, ông Obama ông đã nỗ lực hết mình để ổng xúc tiến vào cái dự luật thương mại châu Á Thái Bình Dương á, nó gọi là TPP á. Nhưng mà ông Trump mà ông lên thì ông chắc chắn sẽ không ủng hộ cái dự luật đó, thì cái nền kinh tế châu của khối châu Á mình hơi mệt, ở trong đó có Việt Nam mình đấy các bạn. Rồi nếu bà Clinton lên, mặc dù bà nói là bà không ủng hộ nhưng mà sẽ ủng hộ theo một kiểu khác, đảm bảo như thế. Cho nên bà hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Quá trời chum là mệt lắm đấy. Hay da, hiện tại các kết quả trên mạng thì cho thấy rằng là như thế này. Nếu bạn coi cái mục mà overview á, coi mục overview bạn thấy nè. Overview thì kết quả bầu cử tổng thống là bên bà Clinton là 48 điểm, tăng được 2 điểm. Ông Trump thì 60 điểm. Còn mà về phía bầu cử về số phiếu của đảng Cộng hòa với đảng Dân chủ thì đảng của bà Clinton đang dẫn cao hơn. Đó, đang dẫn cao hơn là được 40. Chỉ cần 51 điểm là thắng. À, phía bên bên đây. Còn về phía bên bên US House á thì đây các bạn 218 điểm thì thắng, nó bầu theo nhiều kiểu lắm. Đó thì các bạn xem nè. Thì kết quả cuối cùng là hiện nay tôi thấy là hầu như là cái tỷ số đang nghiêng về phía ông Trump nhiều hơn. Nó đang nghiêng về ông Trump nhiều hơn, các bạn coi nha. Đây mình coi từng cái bầu cử một từng nơi nè. Nó khác nhau, bạn thấy rõ ràng chưa? Đó. Đây theo kết quả người ta đánh giá như thế này đó, thì bạn có thể coi cục diện đây là sẽ rõ nhất đó, thì mình đang xem thì hiện nay là theo như tình hình đó, nghĩa là popular đó, là người ta báo rằng á đây là bầu cử trên mạng, ở đây bầu cử bình thường nha, thì đã cho rằng ông Trump đang dẫn trước là tới 51%, bà Clinton thì cái 45% thôi. Nói tóm lại tới thời điểm này á thì ông Trump vẫn dẫn đầu. Và bên Florida, đúng rồi các bạn, Florida đang rất là căng thẳng, bởi vì một trong những cái bang mà được đánh giá là quan trọng đó, mà như các bạn biết đó, bạn biết nha, không phải là vấn đề là được bầu phiếu nhiều hay là phiếu ít, mà nó lại thuộc vào cái gọi cử tri đoàn á, thì mỗi tiểu bang nó sẽ có được phân bổ là bao nhiêu phiếu. Thì ví dụ như cho các bạn nha, thấy đây nè, đây nè, thì cái bang mà lớn cử tri đoàn nhất á, là bang California tới 55 phiếu, Texas từ 38 phiếu, Florida được 29 phiếu. Thì quý vị để ý đi, thường có những cái bang á, mà theo truyền thống á, thì họ thường họ bầu cho những cái đảng phái chính trị của họ nó mặc định rồi. Ví dụ như mình thấy những cái bang như thế này á, như là Kentucky này nọ rồi đó, thì ông Trump là hình như là được ủng hộ nhiều, thậm chí bang Texas này thì thường nó ủng hộ cho đảng của ông Trump. Nhưng mà có ba cái bang, đó là bang Florida là một, là Ohio là hai, là Pennsylvania đó, thì ba cái bang này á thì xưa nay nó vẫn là một cái bang mà những cái bang mà tới giờ chót nó có sự thay đổi, có khi nó chuyển phiếu vào người này người kia. Và đây là người ta là những cái trận địa quan trọng mà các người mà ứng cử tổng thống á, họ phải lấy lòng những người dân ở đây, họ vận động hành lang để họ bầu. Thì người nào mà người ta nói á, người nào mà lấy được ba con bài ác chủ này là Ohio, Pennsylvania và Florida thì cái cơ may làm tổng thống sẽ rất là lớn. Đó, nó đánh giá như vậy. Thì hiện nay thì cái mạng Google họ đang cập nhật thường xuyên thông tin
Và cái màu xanh á, màu xanh mà mình thấy xanh đậm á và màu đỏ đậm á, thì coi như là kết quả đã được đinh. Còn cái màu mà đang chờ này nè thì nó đang là đang đang nó đang gọi là chưa chính xác nha, vẫn chưa gọi là xác định rõ. Thì hiện nay mình thấy cái màu xanh nó đang nghiêng về bạc Clinton hơi bị nhiều đó nha, thì chưa biết sẽ như thế nào, thì chúng ta chỉ hãy chờ đợi xem thôi. Thì chắc chắn là nội trong hôm nay thôi thì chúng ta sẽ biết được, chúng ta biết được đó là ai sẽ là người chủ Nhà Trắng tương lai và sẽ là tân tổng thống Mỹ là ai, và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của thế giới đó, thưa các bạn. Rồi các bạn xem tí nha, để tôi lấy hình ảnh tôi sẽ đưa lên để mà chúng ta sẽ biết được rằng đó là hiện nay ai sẽ là người coi như là chủ Nhà Trắng trong tương lai nha. Nếu cho bà thắng hết đi, cho thắng hết nha, 109 phiếu mà cộng cho, để xin lỗi nha, cho bà thắng hết toàn bộ đi. Lại nha, để coi nha. Trên tình hình này đó, tôi nói thật nè, về bà Clinton là tôi cho nè, bà thua chắc rồi các bạn ơi. Vinh quang là thế, nhưng không phải ai cũng đều biết rằng vào cuối những năm 80, Donald Trump đã có những lúc sa cơ lỡ vận thảm hại với gần 5 tỷ đô la nợ nần. Thị trường bất động sản đóng băng, văn phòng, nhà ở, khách sạn không cho thuê được. Trong khi đó, các ngân hàng, nhà đầu tư ráo riết đòi nợ Trump. Tất cả các bất động sản có thể bán được ngay như là New York Plaza Hotel, rất nhiều nhà nghỉ, tàu thuyền sang trọng nhất đều phải bán để trả nợ mà vẫn không đủ. Hãng hàng không Eastern Airlines mà Trump đã mới mua đầu những năm 1989 cũng phải bán đi sau chưa đầy 3 năm hoạt động. Tưởng như Donald Trump chỉ còn nước bỏ trốn các chủ nợ. Tình cảnh bi đát đã đến và nó khủng khiếp đến nỗi Donald Trump nhớ lại hồi đó khi bắt gặp một người ăn mày không nhà cửa trên đại lộ số 5 nổi tiếng của New York. Ông nói người đàn ông này cũng giàu hơn mình. Vì tiền trong túi của ông ta khó khăn đã đổ ập đến cùng một lúc. Nhưng ngay cả những thời điểm khó khăn như vậy, ông vẫn luôn hy vọng và đi chỗ này để trả nợ chỗ kia. Ông thế chấp để vay ngân hàng, rồi lại cho ngân hàng phát mãi. Trước rất nhiều sức ép của người, ông đã được đền bù xứng đáng. Donald Trump đã đúng, bởi vì chính là con gà, nó là con gà đẻ trứng vàng cho ông. Nghĩa là ông không bán cái casino. Đấy. Và các bạn biết không, tới bây giờ thì tỷ phú Donald Trump đã tranh cử, và tới bây giờ tôi dám khẳng định thêm một lần nữa, Donald Trump đã thắng cử tổng thống. Và mặc dù báo chí họ lên án rất là nhiều, họ nói là ông này dân dân các thứ này nọ kia, nhưng mà thưa các bạn, bây giờ không còn gì để bàn cãi nữa. Donald Trump đã đang, và tôi nhìn thấy trên mạng, các bạn thấy nè, tôi nhìn thấy này nha, là cái lá phiếu của bên Thượng viện và Hạ viện đều nghiêng về phe của ông Trump hết, thì coi như xong phim rồi. Và bây giờ tôi có thể thẳng thắn đưa cái hình này lên cho các bạn xem ta. Thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nước Mỹ, và chuyện gì sẽ... bây giờ các bạn đừng có trông mong gì nữa hết. Donald Trump là thắng chắc rồi. Tôi dư sức tôi tin điều đó các bạn. Chắc chắn là ông Trump thắng rồi, đừng có mà bàn cãi nữa. Hello.